Để thực hiện được một nồi nước mắm chay nấu tại nhà thì chúng ta cần những nguyên liệu như sau: một quả thơm chín, 120g muối hột, 170g đường, 150ml nước tương và 2 lít nước lọc. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đem quả thơm này đi nướng ạ. Và cô chú anh chị mình lưu ý ha. Nếu mà ở nhà chúng ta nướng bằng bếp than hoặc là bếp ga thì chúng ta sẽ giữ nguyên vỏ của trái thơm. Và khi nướng chín thì chúng ta mới bắt đầu gọt vỏ. Chúng ta có thể giữ nguyên mắt cũng được, không cần lấy mắt ha. Ở đây thì em sẽ nướng bằng lò vi sóng có chức năng nướng, hoặc là chúng ta có thể nướng bằng lò nướng cũng được ạ. Thì chúng ta sẽ gọt vỏ ra để cho cái quả thơm này nó sẽ nhanh chín hơn. Sau khi nướng quả thơm trong vòng 10 phút xong thì chúng ta sẽ đem quả thơm này cắt ra làm tư nha cô chú anh chị. Tiếp theo chúng ta sẽ cho 2 lít nước lọc vào nồi và bắt lên bếp để nấu ạ. Sau đó chúng ta sẽ lần lượt cho thơm vào. Tiếp theo chúng ta sẽ cho 120g muối hột vào, 170g đường và cuối cùng là 150ml nước tương. Sau khi chúng ta đã cho hết các loại gia vị vào trong nồi, chúng ta sẽ tiến hành khuấy đều lên để cho cái hỗn hợp nước mắm của chúng ta được hòa quyện với nhau ạ. Và chúng ta tiến hành nấu cho cái nồi nước mắm của chúng ta sôi lên nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình lưu ý là trong quá trình chúng ta nấu nước mắm thì chúng ta không nên đậy nắp nồi lại nha cô chú anh chị. Vì khi chúng ta đậy nắp nồi thì cái nước mắm của chúng ta sẽ bị đục và cái màu của nó sẽ không đẹp. Sau khi cái hỗn hợp nước mắm của chúng ta đã sôi, cô chú anh chị mình có thể đun thêm từ 3 đến 5 phút nữa, sau đó chúng ta tắt bếp và chờ cho nước mắm nguội ạ. Sau khi cái hỗn hợp nước mắm của chúng ta đã nguội thì cô chú anh chị mình chuẩn bị một cái rây, thì chúng ta lọc cái nước mắm này qua rây ha, để chúng ta loại bỏ đi những cái vụn của quả thơm. Và mình có thể bảo quản cho vào một cái hũ thủy tinh, chúng ta bảo quản ở trong ngăn mát tủ lạnh để sử dụng được lâu dài. Vì đây là nước mắm chúng ta nấu tại nhà nên chúng ta sẽ không sử dụng chất bảo quản. Bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh thì chúng ta sử dụng được tầm khoảng từ 1 đến 2 tháng ạ. Nếu cô chú anh chị mình không có điều kiện bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh thì chúng ta để ở ngoài cũng được. Nhưng chúng ta trước khi sử dụng thì chúng ta nên đậy kín và chúng ta đem ra phơi nắng để cho nước mắm của chúng ta được bảo quản sử dụng được lâu hơn ạ. Chúc mọi người thành công với cách nấu nước mắm chay tại nhà mà em chia sẻ ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.